Và vâng, xin chào mọi người nha. Mọi người sạc pin mà nhiều người không có thời gian hay là không để ý rút ra, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ hai ba vấn đề về cái cục pin và sạc này. Đấy, sắp tới mình cũng có cái dự án là làm cái điện năng lượng mặt trời bằng cái cục pin 21V đấy nhá. Đấy, thì nội dung video hôm nay là sẽ bao gồm là mình sẽ chọn cái sạc này sao cho nó đúng điện áp. Đấy. Rồi, tiếp đến là mình sẽ chế cái mạch sạc này chìm vào bên trong cái này để bảo vệ pin hai lần. Thì cục pin này nó đã có mạch bảo vệ rồi, nhưng mà mình sẽ bảo vệ tiếp bằng cái này nữa, giúp cho chúng ta có thể ngâm pin 24 trên 7 một cách là không sợ cái gì cả. Ok chưa? Rồi, thì trong cái vài video tới thì mình sẽ chế hẳn cái mạch sạc vào trong cái quạt, giúp cho chúng ta cứ để cố định cục pin này ở trên cái thân quạt như thế này. Đấy. Như thế này mà không cần phải rút pin ra, thay vì là chạy quạt rồi chúng ta lại có nguyên một cái sạc pin ở cái quạt nữa thì có tiện không? Đấy là cái hai cái dự án sắp tới mà mình sẽ làm. Vâng, bây giờ chúng ta bắt tay vào chọn và chế nha. Thì ở đây tạm thời mình mới đặt có 9 cái thôi, thì bây giờ mọi người cấp điện nguồn vào, thì mọi người đặt về đấy, mọi người cấp điện nguồn vào rồi mọi người đo đo cái đầu điện áp sạc của nó 21.66, 21.67. Rồi cái này là 21.14. Rồi cái này là bao nhiêu đây? 21.15. Như vậy là cái 67 là mình sẽ để riêng ra một chỗ này. Đây, hai cái này là cái điện áp mà theo mình thấy là nó tốt nhất để sạc pin, là nó chỉ trên 21V một tí thôi. Đấy. Rồi thì cái này hôm qua mình rút ra. À, là mình tháo ra mình test. Rồi thì vì sao mình lại chọn cái này để mình làm cái điện năng lượng mặt trời thì tí nữa mình sẽ nói cụ thể với mọi người nhá. Đây, và mình sẽ tiếp tục mình đo mình test. Hôm qua mình test nó có cái lên 22V. Thì 22V thì nó làm sao? Thì nói thực sự với mọi người là không nên để cái điện áp sạc cái pin này ở mức 22V. Đấy là đây 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 này, ông bên đây rồi. Chính là ông này đây rồi, 22V này. Thì thông cảm với các đoạn video này mình sẽ không cắt ghép nhá. 21,39 này là ok này. 22,7V này. Đấy, như vậy là ông này với ông này là đang bị áp rất là cao đúng không ạ? Áp rất là cao. Rồi mình sẽ bỏ ông ra này này. Đấy. Rồi. Tiếp đến là cái này. Đấy. Thì mọi người lưu ý nhá, chỉ chọn cái sạc nào nó có cái điện áp là tầm 21.6, 21.7 là quá thẻ lắm rồi nhá mọi người nhá. 21.7 này, 0.69 này là quá thẻ lắm rồi. Chứ nói thực sự đây là 21.79, 21.8 là hơi cao rồi này. Đấy. Rồi. Thế thì điện áp 22V là cao rồi, thế thì điện áp bao nhiêu là phù hợp? Thì theo mình thấy nhá, là cái điện áp 21.3, 21.4 và cao nhất là lên 21.6 là mọi người chỉ nên xài cái sạc như vậy thôi. Sạc điện áp cao thì nó rất là nhanh đầy, nhưng mà bù lại thì ngược lại thì nó lại làm cho cái pin của chúng ta, cái tuổi thọ nó giảm rất là nhanh. Thế nên là mọi người lưu ý trong cái vấn đề chọn cái sạc nó rất là quan trọng với mọi người ạ. Cháy nổ thì nó thực sự là nó rất khó xảy ra, tại vì đây nó đã có một cái mạch, khi nó điện khi 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 cái cọc bình khi cái cọc xuất ra này nó đủ 21V là cái mạch nhà nó ngắt ngắt. Đấy thì mình sẽ làm một cái video là mình test sau nhá. Đấy thì cơ bản nó rất là an toàn rồi, nhưng mà do cái điện áp sạc vào nó cao, thế nên là tuổi thọ pin nó sẽ nhanh xuống, thì mọi người phải lưu ý khi chọn sạc. Vâng, thì bây giờ mình sẽ đo công suất với lại đo dòng của nó nhá. Đây thì điện áp trờ của nó mình đã cắm cái cục sạc vào, thì điện áp trờ là không quét, như vậy là nó không không tốn tí điện nào đâu, tí xíu được không đáng kể. Điện áp pin đang là 19,43V. Bây giờ mình sẽ cài vào bình sạc xem là nó bao nhiêu watt nhá. 19,43 thì cũng tương đối thấp rồi đúng không ạ? Rồi, như vậy là nó 27,8W. Như vậy 21W thì là 1A. Còn 27,8W là nó hơn 1A một tí. Cái này tính rất là dễ dàng đúng không ạ? Đấy, mọi người chỉ cần nhìn số watt này thôi, rồi là mọi người chia cho cái điện áp là nó ra thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Như vậy là dòng sạc đang là hơn 1A với 21V. Vâng, và tháo bung bếp nhà ra đây. Cái này nó cài, cái này
khá là hay. Đấy, thì mình sẽ làm mechanism trong đây nhá. Thì nó hơi bị vướng cái này, hơi bị vướng ba cái chân này. Thì tí nữa mình sẽ lấy kìm mình bẻ gập nó xuống. Đấy, gập hết các chân này xuống. Thì cả cái chân này tí nữa mình cũng dùng cả nhá. Cái chân này là chân ao này, chân này chân ao của cục pin. Thì nó sẽ đi vào cái chân này để nó đo điện áp ấy. Khi nào mà điện áp nó thấp thì nó sạc, mà điện áp cao thì nó cắt sạc. Ok chưa? Vâng, thì đây mình đã hàn thêm một cái dây này. Cái đây cái dây để đưa vào sạc đây, đưa sạc để cho nó nhận diện là bao nhiêu độ đấy. Bây giờ mình sẽ bơm tí keo nến vào đây. Bơm tí keo nến vào đây để khi mình đặt cái mạch lên nó đỡ bị chập, chạm chập. Thì cái súng bắn keo nến này mình vừa mua. Khá hay nhá. Trông keo nến vậy thôi nhưng mà nó rất là nhiều ứng dụng luôn đấy mọi người ạ. Để cái súng này thì nó có dùng, cũng dùng bằng pin pin Makita, pin 21V đấy. Đây. Chân pin phổ thông luôn. Thì cái chân pin phổ thông thì nó lại đắt hơn các loại khác một tí. Tìm bao lâu mới thấy là nó có cái loại mà có chân pin phổ thông ấy mọi người ạ. Rồi, chắc là này như này không chạm chạm được rồi. Không thì mọi người nót cái bìa cái miếc gì là cũng được. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đấu nối vào nha. Vâng, thì mình đã đấu nối xong này. Thì cái dây nguồn 220 này mình cắt ra. Cắt ra để mình đấu vào cái đầu in. Đầu in của cái mạch tự ngắt này. Rồi mình câu dây từ đầu ao của mạch tự ngắt này vào cái nơi mà mình cắt. Cắt cái dây nguồn này. Đấy. Rồi, bên này thì cái đầu âm này, cái chân âm này sẽ là đấu chung vừa sạc vừa xả. Đấy, còn cái chân dương này thì mình sẽ đấu vào cái đầu xả ra này, xả ra này, sạc vào này, dương này, hai cái này đều là dương. Một cái xả ra, cái sạc vào thì mình sẽ đấu vào cái cọc xả ra này. Đấy. Rồi bắt nó vào bên này. Rồi, giờ mình sẽ cắm vào mình test cho mọi người xem nhé. Rồi cài đặt. Đây còn phải cài đặt đấy. Vâng, bây giờ mình sẽ lấy cái điện áp để sạc lại. Thì đây mình có 2, 4, 6 quả pin là mình đã sạc đầy và mình để cũng khá lâu rồi. Bây giờ mình sẽ đo cái điện áp còn ở trong bình, còn trong pin. Đấy. Còn này là 20.3 này. 20.2 này. 20.17 này. Như vậy là có khả năng cái điện áp sạc của chúng ta sẽ để là dưới 20.1. Đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái điện áp sạc lại là dưới 20.1. Thì mình có ngâm thoải mái thì nó cũng không bao giờ nó bị tụt xuống dưới 20.1 đúng không ạ? Trừ khi là chúng ta sử dụng đi thì nó mới tụt thôi. Tại vì mấy quả pin là mình để có khi cả tuần mình không dùng đến. Đấy. Giờ mình sẽ cài đặt này. Bấm giữ nút bên tay trái này thì mình sẽ để điện áp là dưới 20.1 này. Đấy. Đợi một lúc là ok. Bấm giữ sang nút bên phải này. Thì điện áp để mà cắt thì mình sẽ để đúng 21V nha. Để đúng 21V. Đây, mọi người chỉ cần giữ như này là mọi người biết cái điện áp cắt. Vâng, thì điện áp trong pin giờ nó đã lên là 20.9 rồi. Sắp sửa là lên 21V. Thì lên 21V xem cái nào nó ngắt trước nha. Rồi, như vậy là cái mạch tự ngắt mà sạc lại và mạch tự ngắt kia nó đã ngắt trước. Như vậy là sẽ rất an toàn đúng không mọi người? Vâng, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái sạc bảo vệ hai lớp đúng không ạ? Với chi phí rất là rẻ, nó chỉ chưa đến 90.000. Thì cái này mình mua có 40.000 này. Đấy, còn cái mạch sạc thì mình đắt lắm thì đến 45.000 thôi. Đấy thì cái link các cái mạch sạc cũng như cái sạc này mình sẽ để phần mô tả cũng như bình luận cho mọi người vào tham khảo nha. Mọi người cho mình một like video để ủng hộ mình. Ai chân ký kênh thì đăng ký luôn hộ mình phát.